đó ăn đi. Ngon, đánh ngon đánh nè. Đây là một trận đấu khó. Gì vậy? Ê, trời ừ. trời đất gì đâu không. Trận không có gì để coi hết trơn. Trời ơi cái bà này. Ủa trời đất. Bảy bị sao vậy? Cái bà này làm gì vậy? Cứ mà có cấu trúc bằng gì vậy hả Ô, trời ơi sao lộn vậy? dữ dằn quá hả à. nè cái bà kia muốn kiếm chuyện sao Độ của bà, bà hả thì... gì vậy cũng đâu phải là của bà dựa vô dự đâu bà bắt tôi đưa, đưa cho bà chứ đưa đây chưa không đưa thì sao? 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 sao muốn chết hả ừ, trời, ơi, trời, ơi, trời ơi trời ơi có gì thương tao luôn chứ cái bà này trùng cây sao lộn xỉ đi mà nhỉnh đi trời ơi trời ơi bà này nè Tưởng dùng sức trâu như vậy là bà hay hả? Bà này đi à, rồi hả? Dạ? Cho bà chết nha! Dạ? Cái đùa riêng! Này! Cái à, gì tưởng ngon lắm hả? Trời ơi! Tóc của tôi! À, giận sao đây Không sao chứ. Chuyện gì? Ờ à, thì... Chuyện em vô tình nhắc tới mẹ ruột của anh đó. Anh đã xóa khỏi trí nhớ rất lâu rồi. Ông xã à? Nhưng dù sao đó cũng là người sinh ra anh mà Sức khỏe của ba em ổn rồi chứ Ồ ờ. Cũng may là ba không bị thương nặng lắm Cũng may là ba của em không bị thương nặng lắm Em cũng đang tính như vậy đó Nhớ gửi cho ba chút tiền tiêu giặt nha Chuyện đó em nhớ rồi Cảm ơn anh đã quan tâm tới ba hả So với những gì mà em làm có đáng gì đâu chứ Thôi ngủ đi ngưỡng ngon ơ dạ. dạ. nóng quá Dáng chịu chút đi sẽ nguội liền thôi mà đợi cho chín thịt luôn hả mắc gì ông làm chuyện không ai ngờ vậy ừ. cũng tại ông mà tôi chưa kịp xí khô tóc cho Cầm hy nữa đó Cầm hy tới hả nó nói vẫn ổn chứ làm sao mà ổn cho được không biết nó bị chết tới cỡ nào mà rụng tóc luôn đó thiệt vậy sao ông trời đúng là vô tình nếu là tôi thì đã thương xót ban cho nó rồi sao có thể đối xử như vậy với đứa trẻ phải hầu hạ cho ba chồng tiểu tiện bởi vậy mới nói nó là con của tôi nhưng mà giỏi giang thiệt dĩ nhiên nó phải giỏi rồi ê vậy bà có hầu hạ tôi tiểu tiện được không nói gì nghe ghê vậy tôi thì có thể hầu hạ chuyện tiểu tiện cho bà đó. Thôi đi, cứ để tôi hầu hạ cho ông. Ê, <laughs> <laughs> hey, nếu cơm hy nhà mình mà có một đứa con thì tôi còn mong gì hơn. Chuyện đó làm sao khó quá vậy ta. Chứ còn gì nữa. Không có mẹ chồng, cũng không có ai để ý sai khiến làm việc nhà. Nếu có một đứa con thì tốt biết mấy. Đúng rồi. Vậy là bà này là người xô bà trước à Dạ Bà ta xô rất là mạnh Làm tôi văng qua một bên luôn đó anh cảnh sát à Bà ta nói dối đó Bà ta là cái thứ vừa ăn cắp vừa la làng Trời, Với lại tôi không hề xô mạnh gì hết đó Tôi là người phụ nữ yếu đuối mà Không có đâu Ngược lại thì bà bơn mung cha Đã đổ nguyên một ly mì nóng lên người của bà Kim Tên Hy có phải không Không có nóng đâu Chỉ là ấm ấm chút xíu thôi à nhưng mà bà dựa vào đâu á mà tên kim tây Tê hy vậy Bà mới nói gì bà đổi tên có phải vậy không đúng đó tôi đổi tên đó vậy rồi sao <laughs> biết ngay mà <laughs> ờ, trời nếu bà thích thì bà cũng đổi tên bà luôn đi thành bơn biến thái nhà cũng hay thì gì à? hả thôi thôi đừng cãi nhau nữa dù sao thì hai người cũng dùng bạo lực mà tự hòa giải đi hả tôi thấy cũng đâu có ai bị thương đâu ờ, sao lại không bị thương được anh thấy mắt tôi như vậy á mà nói vậy được hay sao ở, tôi bị đánh tới bầm mắt luôn rồi đây nè cái bà này đúng là lừa đảo mà tôi thấy rõ ràng mắt bà sưng từ hôm bữa rồi nha làm gì có ai mắt bị sẵn như vậy hả bị đánh thì mới như vậy thôi bà đừng có xạo à nha rõ ràng bà bị chồng đánh sẵn ở nhà bầm mắt rồi bây giờ bà muốn đổ thừa cho tôi chứ gì bà vậy? nói cái gì hả bà nói tôi bị chồng đánh bầm mắt như vậy sao bà thấy hả bà nhìn thấy hả bà có tự mắt nhìn thấy tôi bị chồng tôi đánh hay không mà nói như vậy hả bà thấy hả thấy bà này là hồi nãy ấy cũng xô tôi như vậy đó nè thím thím nè thím kia tôi hả chuyện gì chuyện gì là sao chứ bà phải trả tiền cho tôi á vừa tắm hơi lại vừa massage phải trả luôn tiền đồ ăn nữa ấy <laughs> trời bà còn thẻ nào khác không chắc là cái thẻ khó sử dụng thôi à ông ráng thử lại đi khó sử dụng tới đâu cũng không thể thất bại hai ba lần được mau đưa thẻ khác đây cho tôi <laughs> Có thì mới đưa được chứ Vậy bà trả tiền mặt cho tôi đi 98 ngàn won đó Thời buổi này ai mà đem tiền mặt ở trong người làm gì Vậy là bà không có tiền Ừ thì không có đó Bà làm vậy nhiều lần rồi có đúng không Ông xem tôi là loại người gì vậy hả Ông chờ một chút Tôi về nhà lấy tiền ra trả cho ông Nè 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 Tôi vừa về đâu mà tin bà đây chứ Nè Tháo cái đó xuống đi Cái này vậy hả Phải <laughs> đây là đồ giả mà được thôi <laughs> cái này mất tiền lắm đó nghe chưa có mất tiền hay không á thì phải kiểm tra mới được cái này á tôi tạm giữ ở đây bà về lấy tiền đem tới chuột thật hả được được thôi bao giờ lấy tiền dùng cái ông này biển sao vậy trời nếu mà thiệt thì đáng bao nhiêu tiền chắc cũng hơn một triệu qu hơn chứ ít gì nếu như trong một tuần bà không tới tôi sẽ đem xử lý đó cho ông thêm một chút tiền lẻ đó tiếp cái bà này đúng thiệt là đưa đây cho tôi <laughs> chuyện gì vậy à, à. xong rồi à, hôm nay em thấy đau quá biến dậy tim bên trái cho rồi sao em không chịu nói mà thôi dù sao thì đau một bên vẫn tốt hơn à. muốn anh xoa cho không em xoa muốn gãy cánh tay luôn rồi à đúng rồi Hôm nay anh cho em mượn xe được không? Sao vậy? Em định đi đâu? Chị bạn quen mới vừa sinh, em đi thăm chị. Em đi được không? Được chứ, dĩ nhiên là được rồi. Vậy em đi đi. Hả? Đây nè, tặng em đó. Đây là cái gì vậy? Trái cây sấy, <laughs> em mới dặn hôm qua đó trái cây sấy hả ở đâu em có vậy à, chị dâu à, à, em ăn ở nhà bạn <laughs> em tới nhà bạn chơi sao dạ là người bạn nào vậy là người bạn đó tên tên là <laughs> em lại đi làm theo giờ cho người ta có phải không Ờ, không có không có chuyện đó đâu không phải thì tốt rồi để coi chà ồ canh đầu tư ngon quá đó hai anh hai cũng nên được ăn món này tiền nhiều cũng vô ích nếu như không ăn được món canh ngon như vậy đó hả anh hai hả anh hai làm sao ờ <laughs> à. thế sao ừ, canh ngon lắm à thím cứ đi làm công chuyện đi à, à thím nè dọn lầu hai trước nha à dạ <laughs> ê chà. sao vậy ông nói ngon mà không lẽ lại nó dở trước mặt người ta. Giả dạ, tạo thì. Tôi hả? Vậy sao ông không chịu ăn đồ Tây đi, để cho khỏi có mùi. Bữa cơm sáng tôi muốn ăn thứ mà tôi thích nhất, chút chuyện đó bà cũng không làm được sao? Tôi đã nói không hứng thú trong chuyện nấu nướng. Lúc trên Chu còn ở nhà tôi đã kêu bà học theo cô ta. Trời ơi, nói cái gì cũng không chịu nghe lời hết à. Tôi cũng đã nói bao nhiêu lần là không có hứng thú với chuyện nấu nướng mà ông cũng không chịu nghe. <laughs> ba mẹ ngủ có ngon không ừ, 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 ngon lắm hôm <laughs> qua bác sĩ hai đưa con về hả ồ cậu ta như thế nào sao hả ba định nhận cậu ấy làm người nhà con thấy sao người nhà mình là gã sang mi hả bà đừng có suy nghĩ nhiều quá cậu ta có vợ rồi cậu ấy thế nào con thấy có được không ừ được <laughs> ba ơi Bệnh viện của anh ấy ở đâu vậy? Hỏi làm gì? Còn để quên đồ trên xe của anh ấy. À. Một giờ anh có hẹn với bệnh nhân. À. Anh cứ bỏ bữa trưa như vậy sao được? Để tôi mua chút gì cho anh nha. Tôi tự lo được mà. alo tôi là chu sang mi đây là ai vậy <laughs> chúng ta mới vừa gặp nhau hôm qua thôi ờ à... nhưng mà có chuyện gì tại sao cô lại có số của tôi chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nha tôi có hẹn với bệnh nhân rồi xin lỗi cô nha <laughs> bệnh nhân đó chính là tôi sao anh xuống đi tôi đang ở cổng bệnh viện đây lên xe đi bây giờ mình đi đâu hôm nay tôi không có đặt nhà hàng trước sợ sẽ dấn như hôm qua có gì khác với hôm qua đâu sao Hôm qua và hôm nay đều là hành động tự ý của cô thôi. Vậy thì sao? Vậy là anh định bỏ đi nữa hả? Hmm, được thôi. Hôm nay tôi lại quá tự ý nữa rồi. Vậy tôi chính thức hẹn anh nha. Khi nào thì anh có thời gian đi. Anh nói là lần sau đi ăn cơm mà. Cô có hứng thú với tôi lắm sao? Anh đã có gia đình rồi mà. Rồi sao? Anh bị mắc bệnh hoàng tử rồi tôi không có thời gian để nói đùa với cô tôi cũng giống như vậy đó tôi càng nghĩ càng không chịu được nên mới tới đây thôi tôi muốn nhận được lời xin lỗi từ anh lời xin lỗi của tôi sao anh đã nghe được là tôi đã đặt nhà hàng rồi cô đừng đặt vợ tôi không khỏe tôi phải về nhà ngay đúng ra anh phải nói với tôi như vậy chứ à, tôi cảm thấy có thể cô đặt không phải là vì tôi <laughs> vậy ý của anh là có thể tôi đặt nhà hàng không phải để dùng cơm với anh hay sao nên nếu như anh ngăn cản tôi lại lỡ như không phải anh sợ mình sẽ bị mất mặt nên mới im lặng rồi sau đó thì anh đâm sau lưng tôi đâm sau lưng gì chứ cô cảm thấy như bị đâm sau lưng sao phải đó còn là một con dao rất đau nữa vậy thì để tôi xin lỗi cô cô cho tôi xin lỗi cô còn muốn nói gì nữa không không có vậy tôi có thể xuống xe chưa mời anh chào cô <laughs> dễ thương quá à. cho tôi hỏi đúng rồi là tôi nè Sung, không nhớ hả bạn hồi học trung học đó à, tôi nhớ rồi gặp cậu vui thiệt á <laughs> nè lâu quá rồi không gặp ha nhưng mà cậu đang có thai hả à là tôi chúc mừng nha mấy tháng rồi cậu vẫn như cũ ha không thay đổi chút nào hết á sao vậy được phải đẹp trai hơn mới đúng chứ <laughs> à đúng rồi đẹp trai hơn rất nhiều luôn <laughs> nè 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 chúng ta đừng có đứng đây nữa kiếm chỗ nào uống nước đi rồi à, nói chuyện chờ chút nha alo vừa nhắn địa chỉ qua cho anh anh qua đi nhanh đi à? em bị tai nạn rồi alo alo thiệt làm sao đây tôi có chút chuyện rồi được rồi cậu đi đi ờ à, lần sau gặp nha ừ ủa nhưng mà cậu tên là à, gì vậy ờ à, à, xin gì lỗi xin vậy? lỗi vẫn hấp tấp y như hồi xưa vậy thành phố seoul u can nam làm cái gì vậy hả Hush. Hoa phụ sản Dễ thương quá Em bé xinh ghê á Nhìn cái miệng nó kìa gì vậy địa chỉ ở đây mà số máy quý khách vừa gọi thì đang cắt máy. hả à, chu sang mi này đúng là biết chọc ghẹo người khác ghê á à. muốn ăn canh lòng heo không à, dĩ nhiên rồi Bà xã hả Anh ăn trưa chưa Em đang ở gần bệnh viện của anh nè Nếu anh chưa ăn thì mình cùng đi ăn ha Làm sao đây Bây giờ anh đang ăn rồi Sao em không gọi sớm một chút Anh đang ăn gì đó Canh lòng heo À anh đang ăn cùng với y tá hả Không phải Cũng phải Các cô gái trẻ đều không thích ăn canh lòng heo có mùa cho nên không thích ăn lắm Vậy anh ăn ngon ha ờ à. nếu ăn xong rồi thì đi nha được hôm nay tôi không thể tiễn cô được tôi biết rồi chào cô hôm nay cảm ơn anh nhiều nha Ờ, em đây. Đang ở đâu? Thuốc tiêu quá. Được rồi, anh tới liền. Ok. Hôm nay có thể kiếm chút tiền ăn cơm rồi. Người phụ nữ nào là vợ của người đàn ông này vậy? Quang Cơm hi À, đúng rồi, Quang Cơm Hy, Quang Cơm hi Bây giờ mới <laughs> nhớ ra. <laughs> anh nói gì vậy chứ? Anh gặp quan Cơm Hy trong khu mua sắm. Cô bạn thân nhất của em đó. Ai nói gì hả? Em thân với cô ấy từ hồi nào chứ? Không phải sao? À, đúng rồi. Hai người tuyệt giao rồi đúng không? Đừng có nói nữa. Nhưng mà tại sao vậy? Vì anh chàng đó thiệt hả? Anh chàng đó tên là gì quên rồi ta? Đã kêu anh đừng nói nữa. Biết rồi, biết rồi nhưng mà cô ấy có thai rồi đó con tới rồi nè ba ba ờ, cẩn thận đó cứ nằm xuống đi đừng cử động con tới làm cái gì ba đâu có sao Trời dù là vậy, nhưng mà con sợ ba buồn ừ. cho nên mua đồ ăn tới cho ba nè. Bây giờ ba ăn luôn hả? Để sao đi. Mà ba nói nè, hình như con bị rụng tóc phải không? Con không sao chứ? Dĩ nhiên rồi. Đừng để bị áp lực quá lớn. Nếu không được thì cũng đành chịu thôi. Dạ, ba đừng lo cho con nhiều quá. Ờ nhưng mà, hình như có mình ba ở nhà thôi hả? Ừ. Cơm chu đi đóng phim rồi, còn cơm đông hình như đi thư viện à đi xong rồi còn đi thư viện để làm gì nữa hình như là nó chưa từ bỏ ý định làm luật sư ờ vậy sao sao cậu nói muốn làm gì à, nhà tàu mẫu tốt cậu định kế thừa tiệm tóc của mẹ cậu sao ừ được vậy thì tốt quá người nhà cậu đã biết chưa vẫn chưa vậy thì thôi đi cậu còn không dám nói với người nhà chuyện mình thích mà cậu dám làm chuyện này sao trước hết thì cậu phải thi đậu công chức này tôi không đậu đâu vì tôi không có đi thi sao kể từ năm ngoái thiếu một điểm nên trước tôi đã nản lắm rồi ai chưa trải qua chuyện đó thì không hiểu được cảm giác đâu tôi đã mấy lần định cố gắng thi lại nhưng mà thực sự không thể tập trung được cậu là quan cưm đông mà tôi biết đây sao cậu làm như cậu hiểu tôi lắm vậy là người mà cả đời không à. bao giờ gây ra chuyện rắc rối gì hết nè quan kim đông Trước giờ cậu chưa bao giờ yêu đàng hoàng lần nào đúng không Nè Chuyện này với chuyện đó có liên quan gì đâu chứ Thì bởi vậy Cho nên một người như cậu bây giờ lại gây ra chuyện Mà còn là chuyện lớn nữa à, Dù sao thì cậu cũng phải ủng hộ tôi đi Dĩ nhiên là ủng hộ rồi Nhưng mà Trong nhà không có ai để cậu nói hết được sao Chị hai chẳng hạn Chị hai thì cũng được Nhưng mà giờ chị ấy có chút chuyện Vậy còn chị ba Ừ Chắc chắn chị ấy sẽ lại nói với mẹ đó không được đâu uhm. <laughs> sao anh có thể đối xử với tôi như vậy hả Bao tôi đã không tiếc hiến gan cho anh để cứu sống anh sao nè anh dám mở miệng nói câu đó hả anh nói cái gì hả? làm trò gì vậy chứ à, à, à. các à. cô công chúa à không sao chứ à, sao mạnh tay vậy không sao chứ cô công chu? <laughs> dĩ nhiên rồi Dĩ nhiên là tôi không sao Có ok không đạo diễn Muốn quay lại nữa hả quay lại mấy lần cũng được à, Thôi khỏi đi Cũng đâu phải phân đoạn quan trọng gì dữ lắm đâu Nè Nghỉ ở đây nha à, Mọi người vất giả rồi Nghỉ ngơi đi à, Mọi người vất giả rồi Nghỉ ngơi đi Mình muốn đóng một bộ phim thực sự cộng thêm gói thuốc này tính chung luôn đi nè làm gì vậy tôi kêu cô tính chung luôn đi à, tôi khỏi anh trả tiền làm cái gì? Ờ, à, chị tính ra giùm em. Chuyện nhỏ có gì đâu, em gái nhà thông gia. <laughs> à, dạ, chào anh. Ờ, à, anh đưa đây, để tôi tự cầm được rồi. Nặng lắm đó, để tôi đưa cô về. À, thôi, tôi có xe rồi vậy sao dạ bên đó ừ, thôi vậy cũng được <laughs> lạ anh em sao sao mà khác nhau hoàn toàn vậy trời nè cô nữa sao <laughs> dạ tôi cũng rất thích uống bia hôm nào đi uống vài ly Dạ <laughs> Anh đi thông thả à, Được, tạm biệt Không bao giờ có chuyện đó đâu à. Sao về trễ vậy? Muốn bia không? Em xin lỗi, em uống rồi Vậy hả? À, mà có kết quả đúng không? Thôi, à, không biết sao vậy không tự tin sao à... à đúng không thể lùi bước tại đây được <laughs> Nếu như bắt đầu lại thì phải tính đường này mới được. Kỳ thi lý thuyết chuyên viên thẩm mỹ cấp quốc gia. <cười> 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 Bà sướng thiệt có nha. Cô còn rể là bác sĩ, con gái là diễn viên. Nếu cơm đông mà cũng thi đậu luôn á, thì không còn gì để mà mong muốn nữa. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Thằng bé muốn trở thành kiểm sát viên thì đầu công chức cấp bảy dĩ nhiên rất dễ dàng. Cũng có ích gì đâu. Cũng đã tới tuổi ẩm cháu rồi. Cầm hy vẫn chưa có tin gì hả? Cũng sắp có rồi đó. Sắp hả? tóm lại là vậy. Nhưng mà Cầm hy vẫn xem như là may mắn. Cháu tôi không có con cho nên khổ lắm. Mẹ chồng nó cứ tối ngày ăn hiếp nó không à. Thời nay mà còn có mẹ chồng vậy sao? Có chứ sao lại không? Nhìn những gia đình kiểu đó, mới thấy cừm hy may mắn, con bé chưa từng biết mặt mũi mẹ chồng thế nào. Bà với Han Jun Ho có quan hệ thế nào? Tôi là mẹ nó, mẹ của Han Jun Ho đây. quan cừm hy đúng không? thì phải nhìn qua chứ